chào anh em. Thì hôm nay mình vừa lên nhà anh Tuấn ở Bảo Lộc chơi. Mình vừa mới dậy thì trời hôm nay rất là đẹp. Thì mình sẽ đi quanh Bảo Lộc cùng chiếc LS Canon 1200 này để xem có gì đẹp ở Bảo Lộc. Bắt đầu đi thôi. Chơi chụp bông hoa hả? Còn 1200 nó có cảm ứng bấm vô lên nét thôi. Mẹ phải tắt luôn cái chế độ chạm chụp đi cho nó dễ. Hiện tại mình đang đi ngoài trời và trời nắng khá là to nên mình chọn chế độ AV để máy có thể tự động đo sáng. Mình không phải bận tâm về cái vấn đề này nữa khi mình đi từ vùng sáng đến vùng tối thì cái ánh sáng thay đổi liên tục. Ngoài ra thì mình có thể điều chỉnh cái khẩu độ để kiểm soát được cái độ sâu trường ảnh trong những cái điều kiện chụp khác nhau, khá là thuận lợi. Bây giờ mình đang ở Hồ Bảo Lộc thì mình sẽ đi loanh quanh ở đây thử mấy cái filter có sẵn của máy Canon này để chụp xem cảnh nó sẽ ra như thế nào. Hy vọng sẽ được một số ảnh đẹp. Tại mình đang sử dụng cái chế độ gọi là Add Bow thì ảnh lên nó sẽ rực hơn và nó sẽ mất một khoảng thời gian để xử lý. Ok. Mình có chụp cái chế độ Toy Camera thì mình thấy nó khá rất là giống cái máy ảnh Lomo. Với cả nó hơi giống cái màu phim Fuji, hơi ám xanh một chút. Thì mình khá thích là cái màu này vì trước đây mình chụp phim rất nhiều. Bây giờ mình bắt đầu chuyển sang chụp số. Thì nếu mà mọi người thích chụp máy Lomo hoặc chụp phim thì hoàn toàn có thể áp dụng cái chế độ này để chụp thử cho cái cảnh của mình giống màu phim. Up lên mạng lừa mọi người bảo đây là máy phim. Ok. Mình sẽ chỉnh qua chế độ Portrait. Đó, chế độ Portrait thì chắc là nó sẽ có mấy cái hiệu ứng để cho mặt mình được mịn hơn, mặt mình xinh hơn chẳng hạn. Đó, mấy kiểu liên tiếp. Mình vừa mới đi ngang một chỗ này ở Bảo Lộc rất là đẹp. Hoàng hôn đang buông xuống. Núi non trùng điệp. Nên là em sẽ cho mọi người cùng xem cái cảnh ở đây. Đằng sau mình là anh Tuấn đang chụp ảnh selfie với hoàng hôn. Thì mình cũng mang theo chiếc Canon này để quay lại và chụp
Mình thấy chiếc Canon này hoàn toàn tiện lợi để bạn mang theo chụp du lịch, đặc biệt là các bạn nữ, vì nó khá là nhỏ gọn và nhẹ. Bạn hoàn toàn có thể cầm ra xa để chụp ảnh selfie mà không bị cái trọng lực của máy ảnh kéo bạn xuống. Thì nếu mà bạn ngại những cái chiếc máy to với lens khủng thì đây hoàn toàn là chiếc máy phù hợp và dễ sử dụng, không phải điều chỉnh quá nhiều functions như những chiếc máy chuyên nghiệp.